Thận là một bộ phận quan trọng trong hệ tiết niệu, có hình hạt đậu nằm trong khoang bụng sau phúc mạc và đối xứng với nhau qua cuộc sống. Thận thực hiện rất nhiều chức năng quan trọng như lọc máu và các chất thải, bài tiết nước tiểu, điều hòa các thể tích máu và nhiều chức năng quan trọng khác. Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cơ quan rất quan trọng trong cơ thể, thực hiện các quá trình lọc máu và lọc chất thải trong cơ thể, đó chính là thận. Những bệnh lý liên quan tới thận ngày nay thì càng trở nên rất phổ biến như là sỏi thận, viêm cầu thận, suy thận và ung thư thận. Vậy có những cách gì để có thể chăm sóc được quả thận khỏe mạnh? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính như sau. 1. Vị trí của thận. 2. Cấu tạo thận. 3. Chức năng của thận đối với cơ thể. Và 4. Những bệnh lý liên quan cách chăm sóc thận được khỏe mạnh. Vị trí của thận. Thận là một cơ quan bài tiết chính trong hệ tiết niệu. Mỗi người có hai quả thận, có nhiều chức năng. Thận là bộ phận quan trọng trong hệ tiết niệu, có hình hạt đậu nằm trong khoang bụng sau phúc mạc đối xứng nhau qua cột sống, ngang đốt sống ngực T11 đến đốt sống thắt lưng L3. Thận phải nằm hơi thấp hơn so với thận trái khoảng một đốt sống. Mặt trước thận nhẵn bóng và mặt sau sần sùi. Mỗi quả thận tiết ra nước tiểu vào niệu quản là cấu trúc cặp đôi dẫn nước tiểu vào bàng quang. Tuyến nội tiết thượng thận nằm ở phía trên mỗi quả thận. Cấu tạo của thận. Mỗi quả thận có chiều dài khoảng từ 10 đến 12,5 cm, chiều rộng từ 5 đến 6 cm, độ dày từ 3 đến 4 cm và nặng khoảng 150g. Có hai bờ, một bờ lồi, một bờ lõm và được bọc bởi vỏ xơ. Hai quả thận quay bờ lõm vào với nhau. Ở chính giữa có một chỗ lõm sâu nhất được gọi là rốn thận, là nơi chứa các mạch máu và các tổ chức thận liên quan. Mỗi quả thận của người được cấu tạo bởi khoảng từ 1 triệu đơn vị chức năng của thận được gọi là các nephron. Chỉ cần 25% số nephron hoạt động bình thường cũng đảm bảo được chức năng hoạt động của thận. Chiều dài mỗi nephron khoảng từ 35 đến 50mm. Tổng chiều dài của toàn bộ nephron của hai quả thận có thể lên tới từ 70 đến 100km. Người ta chia nephron thành hai loại. Thứ nhất là nephron vỏ, có cầu thận nằm ở vùng vỏ thận, có quai Helen ngắn và cắm vào phần ngoài của tủy thận. Khoảng 85% số nephron là nephron loại này. Loại thứ hai là nephron cận tủy, cầu thận nằm ở nơi vùng vỏ tiếp giáp với phần tủy thận, có quai Helen dài và cắm sâu vào vùng tủy thận. Các nephron này rất quan trọng đối với việc cô đặc nước tiểu nhờ hệ thống nhân nồng độ ngược dòng. Mỗi đơn vị chức năng của thận bao gồm có cầu thận và các ống thận. Thận gồm có hai vùng, vùng vỏ thận là vùng ngoài cùng của thận có màu đỏ hoặc là đỏ sẫm do có nhiều mao mạch dày khoảng từ 7 đến 10mm. Phần kế tiếp là vùng tủy và các bể thận có chứa các mô mỡ và các mạch máu cũng như các dây thần kinh. Chức năng của thận. Thận thực hiện rất nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Chức năng đầu tiên là lọc máu và chất thải. Đây được coi là chức năng chính của thận. Thận sẽ lọc các chất thải và chỉ giữ lại các protein và các tế bào máu. Chất thải sẽ được tiết ra các dịch lọc để hình thành lên nước tiểu. Chức năng thứ hai, bài tiết nước tiểu. Nước tiểu được tạo thành từ các đơn vị chức năng của thận. Trước tiên là quá trình lọc máu qua màng lọc ở vách mao mạch ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận. Động mạch thận đưa 1 lít máu vào thận trong 1 phút. 40% là hồng cầu không qua được lỗ lọc và chỉ có 60% trong số đó, tức là 600ml huyết tương vào cầu thận mỗi phút. Nhưng khi đó, ở động mạch đi chỉ còn 480ml nên có khoảng 120ml lọt qua lỗ lọc sang nang cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu. Vì vậy, mỗi ngày sẽ có khoảng 172L nước tiểu đầu được hình thành. Tiếp theo là quá trình hấp thu lại.
Quá trình này sẽ biến 172 lít nước tiểu đầu thành nước tiểu chính thức mỗi ngày. Các chất độc hại còn sót trong khoảng 480 ml nước huyết tương qua cầu thận vào trong động mạch đi sẽ tiếp tục lọc ở ống thận nhờ quá trình bài tiết. Nước tiểu chính thức sẽ được đổ vào bể thận, xuống ống dẫn nước tiểu rồi được tích trữ trong bàng quang và cuối cùng được thải ra ngoài nhờ ống đái. Chức năng thứ ba của thận đó chính là điều hòa thể tích máu. Thận có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khối lượng dịch ngoại bào có trong cơ thể bằng cách sản xuất nước tiểu. Khi chúng ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu sẽ tăng lên và ngược lại. Ngoài ra, thận còn có vai trò nội tiết do bài tiết các hormone renin tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp và sản xuất ra các erythropoietin, có tác dụng làm tủy xương, tăng sản xuất hồng cầu khi oxy mô giảm. Thận còn tham gia vào quá trình chuyển hóa vitamin D3 và chuyển hóa các glucose từ các nguồn không phải hydrocarbon trong trường hợp bị đói ăn lâu ngày và bị nhiễm axit hô hấp mãn tính. Quý vị thân mến, khi thận bị suy yếu thì dẫn tới các cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn tới nhiều những bệnh lý liên quan. Và những dấu hiệu như là mệt mỏi, thiếu máu, tiểu rắt, tiểu đêm, đau gối, mỏi lưng thì đó là những dấu hiệu đầu tiên của những bệnh lý liên quan tới thận như là suy thận. Vì vậy mà chúng ta nên có những cái cách biện pháp để có thể duy trì giúp thận được khỏe mạnh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số biện pháp có thể giúp thận được khỏe mạnh. Thứ nhất, đó là chúng ta phải thay đổi một chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh. Về chế độ ăn uống, thứ nhất là chúng ta nên hạn chế những thực phẩm gây hại cho thận. Những thực phẩm gây hại cho thận chúng ta có thể kể đến. Thứ nhất, đó là các loại thịt đỏ, thịt động vật, thịt chế biến sẵn, đồ chiên rào, xào rán. Đó là những loại thực phẩm mà rất giàu protein, động vật khó tiêu và đồng thời nó chứa nhiều mỡ chuyển hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái hoạt động chức năng của thận, làm thận phải tăng cường hoạt động gây áp lực lên thận. Và đồng thời trong quá trình mà thuyền chuyển hóa các loại thịt động vật như vậy, nó chứa rất nhiều những cái axit như là axit uric, axit lactic, axit acetic, axit chlorhydric và axit sulfuric. Những loại axit này nó sẽ dẫn tới gây áp lực cho thận và gây ra những cái độc tố cho thận, làm thận tăng cường quá trình hoạt động. Chính vì vậy những người mà thường xuyên ăn quá nhiều thịt đỏ thì có thể dẫn tới chức năng thận bị suy yếu. Vì vậy chúng ta nên hạn chế những cái thực phẩm có nguồn gốc từ động vật mà chúng ta thay vào bằng các loại protein có nguồn gốc từ thực vật như là các loại hạt, các loại quả hạch hoặc các protein từ các loại cá thì là những cái protein rất là lành mạnh. Thứ hai là chúng ta phải hạn chế những cái thực phẩm mà có chứa cồn, những đồ uống có cồn, đồ uống nước ngọt có ga, chứa đường tinh luyện là chúng ta phải hạn chế một cách tối đa. Tiếp theo là chúng ta phải hạn chế những thực phẩm mà quá mặn hoặc là quá ngọt. Những thực phẩm chứa nhiều muối nó sẽ gây áp lực cho thận và chúng ta chỉ nên ăn một lượng muối phù hợp, tức là chúng ta chuyển sang một cái thói quen ăn nhạt. Lượng muối dưới 6 gram một ngày là phù hợp và tốt cho thận. Tiếp theo là chúng ta phải hạn chế những cái thực phẩm mà chế biến sẵn, đồ đóng hộp, đóng lon và thịt hộp là những cái đồ mà nó chứa nhiều muối và chất bảo quản thì nó gây hại cho thận thì chúng ta cũng nên hạn chế, mà chúng ta chuyển sang ăn những cái thực phẩm dưới dạng tươi sống. Những thực phẩm mà rất tốt cho thận chúng ta nên bổ sung tăng cường trong cái chế độ ăn uống hàng ngày, bao gồm đó là các loại rau củ quả, hạt ở dưới dạng tươi sống. Khi chúng ta ăn tươi sống như vậy thì sẽ bổ sung các cái vitamin, khoáng chất, enzyme, chất xơ và các cái dưỡng chất nuôi dưỡng, phục hồi chức năng của thận cũng như là phục hồi chức năng của các cái tế bào cơ quan khác thì rất là tốt cho cơ thể. Và mặt khác thì chúng ta nên bổ sung những cái loại nước uống mà dưỡng thận rất tốt cho thận như là nước đậu đen rang, nước từ các loại hạt như hạt đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ hoặc là từ các loại lá như là các loại trà thảo mộc như là trà artiso, trà lá sen hoặc là trà bông mã đề, trà rau má hoặc là những loại nước ép rau củ quả thì có cái chức năng, có cái vai trò dưỡng thận rất là tốt thì chúng ta nên bổ sung hàng ngày. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh thì chúng ta cần có một chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh. Đó là chúng ta phải thường xuyên vận động thể dục thể thao, thường xuyên tắm nắng để tăng cường hoạt động của các cơ quan và tăng cường cái quá trình nội tiết cũng như là hoạt động của thận, đào thải các độc tố trong thận. Và chúng ta phải ngủ nghỉ đúng giờ, chúng ta không nên thức khuya bởi vì thức quá khuya thì làm cho gia tăng cái áp lực, cái hoạt động cho thận. Thời gian từ 11 giờ trở ra là thời gian mà thận cần được nghỉ ngơi và thải độc. Nếu chúng ta thức khuya sẽ dẫn tới
gây áp lực cho thận và thận sẽ phải hoạt động một cách quá tải, lâu dài có thể dẫn tới suy thận và hình thành sỏi thận. Thì chúng ta nên ngủ dậy ngủ sớm trước 10 hoặc 11 giờ và dậy sớm trước 6 đến 7 giờ để giúp thận được nghỉ ngơi và thải độc hoạt động một cách điều hòa, sẽ rất là tốt cho thận. Video đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy những kiến thức này hữu ích thì các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất về sức khỏe. Còn bây giờ xin mến chào quý vị, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.